Rồi những cái con nấm như là Thuftosura fusarium nó làm cho cây dừa chúng ta hạn chế sức sinh trưởng. Thì khi chúng ta sử dụng Trichohumus này, nó sẽ giúp cho chúng ta làm một cái môi trường rất là thuận lợi, và đặc biệt nâng độ pH đất lên và ngăn. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay Anh muốn chia sẻ với bà con chúng ta một cái chủ đề liên quan tới dừa, mà cụ thể là dinh dưỡng cho trái dừa. Làm sao có thể từ một cái cây dừa giống đỏ, giống đây trên tay Anh đây là một cây dừa đỏ mã lai. Đây gọi là dừa trần nha bà con. Dừa trần tức là cái dừa này nó trần trụi, chưa có vô bịch gì hết, gọi là dừa trần. Mình dùng từ dừa trần để mà thể hiện là cái dừa này nó chưa có vô bịch. Dừa chưa vô bịch thì thường thường là bà con sẽ thấy là cái rễ nó không có ra nhiều nha. Mình phải cắt cái rễ nó đi. Và cái dừa trần như vậy, thứ nhất là chúng ta dễ quan sát được trái dừa. Thứ hai là chúng ta sẽ nhẹ cái chi phí vận chuyển cho quý bà con của chúng ta. Nên là thường thường là bên Quanh giao hàng online là bên Quanh sẽ đi dừa trần như thế này. Một cái trái như thế này gọi là dừa trần, hay còn gọi là dừa trần trụi nha bà con. Còn nếu mà chúng ta vô bầu ấy thì chúng ta gọi là dừa bịch bà con nhé. Rồi bây giờ là khi mà chúng ta đã có một cây dừa đỏ mã lai như thế này về rồi, thì làm sao để chúng ta giúp cho cây dừa đỏ mã lai của chúng ta phát triển một cách nhanh chóng? Thay vì người ta 2 năm mới cho lưỡi mèo thì mình 18 tháng mình cho lưỡi mèo được không? Được chứ, nhưng mà vấn đề là chúng ta phải sử dụng phân bón cho hợp lý. Như bà con cũng biết, dừa đỏ mã lai là một trong những cái loại dừa mà đang rất là hot trên thị trường hiện nay. Không phải là tự nhiên nó hot tại vì Quanh ca nhiều hay là tại người khác ca nhiều, mà do là bản thân của nó nước rất là nhiều, rất là ngọt, cái gáo rất là mỏng, cái vỏ cực kỳ mỏng luôn, nó giúp cho dừa đỏ mã lai nhìn cái trái gọn gọn như thế này thôi. Nếu mà cái trái này á bà con, thì nó sẽ ra được tầm khoảng là 500ml nước là bình thường, tại vì nó rất là nhiều nước ở bên trong bà con nhé. Nên là bà con thấy là dừa đỏ mã lai đang rất là hút trên thị trường, không chỉ là tiêu thụ trong nước mà còn cả bên xuất khẩu nữa. Như vậy thì làm sao để chúng ta đi, là những người đi sau hoặc là những người đang trồng mà chúng ta muốn cho dừa sai trái, dừa nhiều trái nhưng trái to, trái lớn, để mà chúng ta đạt được cái giá cao, thì chúng ta cần phải làm gì? Thì Quanh sẽ chia sẻ với bà con về chủ đề này. Đấy, anh Diễn có cái ghế của anh Diễn nha. Đó, ở đây thì cũng có bạn mèo Lucky hôm nay chuẩn bị sinh nở, nên là bạn cũng đi theo Quanh với anh Diễn sáng giờ. Mèo Anh Quốc rất là dễ thương, rất là thông minh. Thì bây giờ là chúng ta cũng tiến tới một cái phương pháp chăm sóc cho cây dừa một cách thông minh. Hồi xưa thì bà con hay thấy là chúng ta trồng dừa thì để cho nó tự sinh tự phát, lâu lâu chúng ta bồi thêm miếng bùn, đúng bà con? Chúng ta lâu lâu lấy cái bùn non ở dưới cái kênh á, chúng ta bồi lên trên cái gốc dừa. Hồi xưa Quanh nhớ ba Quanh làm vậy, mà dừa xưa cây dừa cao dữ lắm, cao hả, muốn trèo, mỗi khi muốn hái cái trái dừa xuống là phải trèo mà phải xệ nguyên cái phần đùi ở bên trong luôn, đúng không? Nhưng mà bây giờ đối với cây dừa đỏ mã lai 18 tháng có trái, nó cao lên tầm khoảng 1 gang từ mặt đất tính lên, như vậy là bắt đầu nó ra cái lưỡi mèo rồi. Nhưng mà nó phụ thuộc rất nhiều vào cách chăm sóc của bà con chúng ta. Nếu quý bà con chúng ta bỏ lơ như hồi xưa, lâu lâu mới bồi thêm bùn, hoặc quý bà con chúng ta đi phân hóa học hoặc phân đa lượng NPK, thì bà con sẽ thấy là chất lượng của trái dừa nó sẽ, của cái vườn của mình nó sẽ không được ngon như những cái vườn dừa khác. Thì bây giờ là đã trồng được cái giống dừa ngon rồi, giống dừa hút rồi, nhưng mà phải tạo ra được cái chất lượng tuyệt vời nữa, đúng không ạ? Chúng ta đã xinh đẹp rồi, chúng ta còn phải có một cái tâm hồn đẹp nữa thì chúng ta mới tạo nên một cái sự hoàn mỹ bên trong, đúng không? Nên đó là khi bà con chúng ta trồng dừa theo xu hướng hiện tại bây giờ, để bán được giá cao, chúng ta phải tạo ra được một sản phẩm an toàn và sạch, đồng thời cái cây nó phải bền. Như bà con cũng biết là cái cây đúng bền thì chúng ta phải đi theo phương pháp hữu cơ. Mà thường là bên bà con thấy là bên Quanh toàn là sử dụng những cái loại phân bón hữu cơ, mà để tạo ra những cái tác dụng gọi là bền bỉ, phát triển nhanh nhưng mà bền bỉ cho quý bà con của chúng ta. Và sản phẩm này, nếu quý bà con nào đã thường xem video của Quanh và đã sử dụng rồi, bà con có thể comment bên dưới là xem cái hiệu quả tuyệt vời của nó như thế nào, để quý bà con khác có thể tin dùng thêm sản phẩm này. Và những sản phẩm này khi bà con chúng ta lấy từ siêu thị cây giống Willow Farm, bà con chúng ta sẽ được giá nhà máy luôn, chất lượng số 1 và được với giá nhà máy luôn, nên là cái hiệu quả rất là tuyệt vời nha bà con nhé. Đầu tiên thì bà con chúng ta muốn cho cái rễ dừa đó nó ra cái mạng lưới rễ cám nhiều, nó tạo một cái lượng, một cái mạng lưới gọi là hút chất dinh dưỡng nhiều ở dưới đất, thì chúng ta sẽ sử dụng humus Hoa Kỳ. Bà con hay thấy cái rễ dừa mà nó hơi xốp xốp mà cọng tròn tròn vậy, cái đó không phải là rễ cám nha. Cái rễ cám là cái cọng nó nhỏ và cái đầu của nó màu trắng, rồi nó vươn ra hai những cái tua tua xung quanh vậy nè, gọi là lông hút á. Thì cái bạn humus Hoa Kỳ này sẽ giúp cho cái rễ dừa nó phát triển thành một cái mạng lưới thật là nhanh, thật là mạnh, hút chất dinh dưỡng thật là nhiều từ lòng đất mẹ. Còn tại sao phải sử dụng thêm bạn Trichohumus này? Bà con cũng biết á, cái dừa là nó hay bị đuông ăn, rồi nó hay bị những cái
nấm bệnh tấn công, đặc biệt là nấm trắng. Rồi những cái con nấm như là Phutoptera fusarium nó làm cho cây dừa chúng ta hạn chế sức sinh trưởng. Thì khi chúng ta sử dụng Trichohumus này, nó sẽ giúp cho chúng ta làm một cái môi trường rất là thuận lợi, và đặc biệt nâng độ pH đất lên và ngăn ngừa cái sự phát triển của những cái con nấm có hại. Và nó sẽ phát triển một cái hệ con nấm có lợi, đó là Trichoderma, với ba con Trichode dòng đầu dòng rất là khỏe mạnh ở trong cái bịch Trichohumus này đang ở dạng sống. Nó sẽ nhân sinh ra rất là nhanh. Humus Hoa Kỳ thì tạo thành một cái mạng lưới rễ, tạo thành một cái đường ống hút nước và dẫn nước. Còn Trichohumus nó sẽ tạo thành một cái mạng lưới để mà giăng bẫy bắt cá. Ở đây không bắt cá mà chúng ta sẽ bắt những cái con tiến trùng rễ, những cái con nấm có hại ở dưới lòng đất, và nâng cái độ pH đất lên làm cho môi trường đất của chúng ta rất là đáng sống, không có bị chua. Nếu mà đất không có bị chua, độ pH đất ok thì bà con thấy là chất lượng nước của chúng ta sẽ rất là tuyệt vời đó. Nên là Trichohumus này cũng rất là đáng để sử dụng cho cây dừa của chúng ta nhé. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sử dụng một cái sản phẩm được mưa ngôi sao của bà con nông dân, đó là sản phẩm siêu dưỡng cây. Sản phẩm siêu dưỡng cây này nó là dinh dưỡng chính yếu cho cây dừa của chúng ta. Thay vì chúng ta bón phân hóa học, mà phân hóa học bây giờ nó tăng lên nhiều tiền dữ lắm rồi nha. Nên là chúng ta thay vì vậy thì chúng ta hãy sử dụng những cái loại phân bón hữu cơ vi lượng đã qua tinh chế như thế này. Nó ở dạng cô đặc. Đây là ở dạng nước cô đặc, thì trong này nó có vi sinh, nó có tạo biển, nó có acid fulvic, amino acid, cái loại khoáng chất rất là cần thiết cho cây dừa. Thì như mà Quanh hay phân tích cho quý bà con là chúng ta ngoài cái việc của chúng ta ăn thịt cá ra thì chúng ta còn phải ăn rau, chúng ta còn phải ăn trái cây, chúng ta còn phải uống thêm vitamin để sao ạ? Vừa phải có đạm nè, vừa phải có mỡ nè. Vừa phải có thịt nè, vừa phải có mỡ nè, rồi vừa phải có thêm vitamin và khoáng chất và chất xơ nữa, thì cái cơ thể của chúng ta mới phát triển một cách đồng bộ được. Thì siêu dưỡng cây là đóng vai trò như vậy đối với cây dừa. Nó sẽ giúp cây dừa là phát triển một cách mạnh mẽ, nhanh ra tàu lá, nhanh tạo lưỡi mèo, rồi nhanh phát triển, giúp cho cái cây của chúng ta sẽ sớm cho thu hoạch. Đây, thì đây là giai đoạn gọi là giai đoạn còn nhỏ, bà con chỉ cần là khoảng 10-15 ngày chúng ta tưới tắm cho cây một lần. Mà cây nó còn nhỏ như thế này nè bà con, cây nó còn nhỏ thế này bà con, chúng ta tưới xung quanh này tầm khoảng 1 lít à. Rất là tiết kiệm luôn, mà phát triển cực kỳ bền vững. Những cái tàu lá này nè, nó sẽ nhanh vươn dài ra và nó nhanh hình thành những cái tế bào á. Những cái tế bào ở cái phần bẹ này nè, nó nhanh hình thành hơn, nó sẽ vuông dài ra và những cái lá non nó sẽ chia nè. Sao lá này nè, dù nó tét cái gì nè, nó thành như nè. Thì bà con sẽ thấy nó sẽ nhanh hình thành những cái lá ở cái phần đọt hơn nữa, để giúp cho lá dừa nó càng xanh, càng dày, càng mơn mởn, càng thướt tha. Thì khi đó thì là cái cây của chúng ta nó sẽ tổng hợp cái năng lượng thông qua cái việc hút chất dinh dưỡng từ dưới đưa lên đây, thông qua ánh nắng mặt trời tổng hợp chất dinh dưỡng mới đưa trở lại và giúp cây dừa chúng ta phát triển, chứ không phải hút tinh đây rồi xong quẹo qua đây phát triển đâu. Nó còn phải là thông qua cái lá này để phát triển nữa. Nên khi mà cho con sử dụng cái phân dinh dưỡng này á, nó sẽ giúp cho cái lá xanh dày mơn mởn. Đấy, thì để hấp thụ chất dinh dưỡng thật là tốt. Như bà con cũng biết thì cái dừa ngoài cần dinh dưỡng ra thì chúng ta cũng thấy một vài cái loại sâu bệnh hại. Như vậy con gái, lúc nào quay phim cũng đi theo mẹ hết. Lúc nào là nó còn bị sâu bệnh hại tấn công và bị nấm bệnh tấn công nữa. Thì bà con cũng thấy là nó hay bị những cái con nấm như gì? Con nấm trắng nè, những cái con nấm phá hoại cái phần đọt nè, nó làm thối đọt nè, làm thối rễ nè. Thì khi đó thì chúng ta phải sử dụng thêm dùng quanh một cái loại sản phẩm dinh dưỡng, đó là siêu áo giáp. Siêu áo giáp này mỗi lần chủ đầu tư mà sử dụng của phía bên siêu thị cây giống Willow Farm mà họ mua, họ sợ mua cái hàng này nó hay bị hết hàng, tại vì nó là nguyên liệu nhập khẩu á. Một lần như vậy là anh phải mua ít nhất là khoảng 3-4 thùng đó, để mà sử dụng từ từ. Tại siêu áo giáp này vừa rẻ mà vừa bền, nó có một cái tính lưu dưỡng lâu, lưu dưỡng sâu, mà nó có một cái độ bảo vệ rất là lâu cho cái cây của chúng ta. Nếu mà cây còn nhỏ bà con, khoảng tháng mà con phun lần dùng quanh là được, phun với liều thiệt là nhẹ thôi. Một chai này là 1 lít nè bà con, rất là tiết kiệm. Một bình 16 lít thì nếu mà tính ra ở cây còn nhỏ nó có khoảng 3.000 mấy. Bà con cứ phun đều dùng quanh từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới vậy đó, là giúp bảo vệ cái lá của chúng ta là không có bị nấm bệnh tấn công, không có bị bất kỳ một cái gì mà lởm chởm lởm cha hết ha bà con ha. Còn khi mà cây còn nhỏ thì nó có thêm một cái con nữa, đó là con đuông đuông dừa, hay con bọ cánh cứng, hay còn gọi là con kiến vương hả anh? Ngoài anh gọi là kiến vương đúng không? Thì nó sẽ cắn từ cái đọt, nó sẽ trữ ban ngày á, nó ở trong đọt này nè. Như bà con nha, ban ngày nó ở trong cái đọt này, ban đêm cái nó ra, nó bò ra cắn cái đọt. Xong cái cắn tới cái lá, nó làm nhâm, làm trái cái lá mình hết. Thì khi đó cây nó sẽ mất đi cái sức sinh trưởng, cắn luôn cái đọt thì còn gì đâu sinh trưởng đúng không? Nên là bà con chúng ta phải sử dụng những cái loại thuốc sâu sinh học, hoặc là bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy theo khu vực nha bà con.
tùy theo khu vực mà bà con sử dụng thuốc sâu sinh học nó có hiệu quả hay không. Nếu chúng ta liên kết được với những vườn bên cạnh, tôi là vườn chính giữa, ông A, ông B hai bên, bây giờ ông A, ông B giờ sử dụng thuốc sâu sinh học cùng loại với tôi đi, thì như vậy thì chúng ta sẽ có cái độ quật, hay còn gọi là cái độ tác nghiệp á, nó rộng hơn, và như vậy thì những cái con sâu á nó không có lại, những cái con đuông nó không có lại cái vườn của ba cái vườn đó nó tấn công. Còn nếu chúng ta ở giữa mà chúng ta sử dụng thuốc sâu sinh học, dĩ nhiên thuốc sâu sinh học nó chỉ có tác dụng đuổi thôi, và ví dụ cái bên sử dụng thuốc hóa học, dùng cái bên sử dụng thuốc hóa học mà hai ông đó hóa học, mà thì cái con, những cái con đó nó sẽ bay và nó di chuyển qua vườn sử dụng thuốc sâu sinh học. Nên ở phần thuốc sâu thì Quanh cũng nói là cái độ hoạt chất của nó, cái độ hoạt hóa của nó phụ thuộc rất nhiều vào cái vị trí địa lý và con chúng ta, cái sự đồng lòng của những quý bà con bên cạnh chúng ta nữa. Nên quý bà con chúng ta lưu ý việc này giùm Quanh nhé. Nếu những cái vườn bên cạnh mà sử dụng hóa học mà mình sử dụng thuốc sâu sinh học thì nhiều khi nó không hiệu quả. Còn nếu cùng đồng lòng với nhau sử dụng thuốc sâu sinh học hết thì sẽ rất là hiệu quả và rất là an toàn với sức khỏe của quý bà con cũng như sức khỏe của người sử dụng trái dừa nha. Cái phần thuốc sâu sinh học, nhớ cái những cái con đó là chúng ta phải sử dụng cái thuốc sâu để mà chúng ta xua đuổi. Và ở những cái cây còn nhỏ như vậy nè, có thêm một cái mẹo chia sẻ quý bà con. Mẹo này mẹo dân gian thôi, ai cũng biết hết trơn, nhưng mà chia sẻ lại nhiều khi sợ quý bà con quên. Đó là chúng ta lấy cái muối hột á nha, lấy cái muối hột dùng Quanh, hoặc là muối bọt cũng được, nhưng muối bọt thì chúng ta để ít hơn xíu. Chúng ta sẽ để mỗi một cái tàu lá như vậy, cây còn nhỏ nó chưa có tàu, nhưng mà khi nó ra cái bẹ vậy nè, thì chúng ta lấy cái muối hột của chúng ta rải vô mỗi một cái bẹ như vậy, nó chỉ sử dụng được cái giai đoạn cây dừa còn nhỏ thôi nha. Còn nếu quý bà con chúng ta kỹ càng hơn thì chúng ta lấy một cái chai uống nước á, chúng ta đục mấy cái lỗ ở đây, đục lim lỗ ở dưới, chúng ta bỏ một lớp là muối hột, còn một cái lớp ở trên là một cái dạng thuốc sâu, dạng bột. Thì chúng ta đục lỗ như vậy, khi chúng ta tưới nước hoặc là trời mưa nó sẽ bay cái nước vô đây, thì từ từ nó rỉ rả xuống, nó rỉ rả xuống cái đường lỗ ở dưới này. Thì khi nó rỉ rả như vậy thì nó sẽ lan truyền cái hoạt chất có cái độ xua đuổi của thuốc trừ sâu ra. Rồi cái muối thì nó rớt xuống ở những cái bẹ này, nó sẽ giúp gọi là sát trùng, sát khuẩn, cũng như là khi nó rớt vô những cái bẹ này mà nó có cái độ mặn á, thì những cái con đuông á nó không có thích, nó sẽ đi chỗ khác. Cái đó cũng là mẹo dân gian rất là hay, và tới bây giờ thì người dân Việt Nam mình áp dụng cũng rất là hiệu quả, và con chúng ta cũng hay áp dụng thử, nhưng ở giai đoạn cây dừa còn nhỏ thôi nha. Khi cây dừa lớn rồi, đã có trái rồi thì chúng ta không thể sử dụng muối được nữa, thì chúng ta chỉ có thể sử dụng được thuốc sâu sinh học để chúng ta, hoặc là thuốc hóa học, thuốc bảo vệ thực vật để chúng ta đuổi những cái con như đuông dừa rồi bỏ cánh cứng đi vòng quanh. Rồi, nhớ dùng Quanh một cái sản phẩm này quan trọng lắm nè. Nhưng mà sản phẩm này là dinh dưỡng cho cây dừa ở giai đoạn mà nó bắt đầu nó nhú lưỡi mèo và bắt đầu nó cho ra cái bông nha. Từ cái giai đoạn mà cái cây dừa của chúng ta mà nó, cái bông nó hé ra, nó mở cái bông ra đó, thì chúng ta phải phun dùng Quanh cái thằng siêu canxi bò này. Đây là một cái sản phẩm ở dạng hữu cơ vi lượng từ thảo dược, nó là một cái nguyên liệu nhập khẩu. Nên khi bà con chúng ta phun cái siêu canxi bo này qua lá và qua trực tiếp vô trong cái nhớ là phun qua lá nữa nha, và phun trực tiếp vô trong cái bông, nó sẽ giúp tăng cường thụ phấn nè, nó giúp là trái dừa là đậu trái nhiều hơn, gia tăng năng suất của chúng ta. Nhưng đặc biệt là nó, cơ chế của nó là nó sẽ giúp cho cái trái dừa là nó, trái dừa bà con biết là nó bám trực tiếp vô cái cuống đó, thì nó sẽ giúp cho cái kết cấu chỗ đó trở nên mềm dẻo cứng cáp, và cuối cùng kết quả của nó là giữ cho cái trái dừa đã thụ phấn được rồi và dính rất là sâu, rất là lâu ở trên cùng với cộng hộp, tổng hộp cùng với lại cái cuốn. Sau đó thì chúng ta nếu mà thấy cái buồng dừa của chúng ta quá sai thì bà con chúng ta có thể chủ động lãi cái trái dừa đi để cho cái giảm cái sức tải của cái buồng đó đi. Ví dụ như dừa đỏ Mã Lai thì cái sức tải của nó tầm khoảng 30 trái, mà bà con thấy cây còn tơ quá, bà con để nhiều quá thì tội cái cây lắm, thì chúng ta có thể lãi bớt cái trái đi. Hàng như Quanh thấy một cái vị trí của nó có tới hai trái hai bên vậy nè, cái cuốn chiến dừa thì bà con có thể lãi bớt một trái đi, thấy trái nào tròn trĩnh dễ thương thì chúng ta để lại, còn trái nào mà thấy nó hơi méo mó và nó hơi bé thì chúng ta lãi đi, chứ để nhiều quá là trái nó sẽ nhỏ đó. Nên bà con chúng ta lưu ý. Và cái siêu canxi bo này còn giúp cho cái dừa của chúng ta ít bị gãy rồi tét rồi lắp các kiểu, là bằng siêu canxi bo này rất là hay, đặc biệt là nó chống rụng sinh lý rất là kỹ đó nha, tăng cường thụ phấn luôn. Nên là cái giai đoạn mà cây dừa và nhiều vừa gọi là vừa đi cái lưỡi mèo, hé mở cái lưỡi mèo ra là chúng ta phải phun siêu canxi bo này. Đặc biệt là cây dừa là nó cho trái chuyền, nó cứ chuyền suốt vậy đó, cứ tầm khoảng 15-20 ngày là nó ra một cái lưỡi mèo mới và nó nở một cái bông mới. Thì bà con chúng ta phải lưu ý cái phần phun cái siêu canxi bo này dùng Quanh, lưu ý phun phiêu siêu ó giáp này dùng Quanh để trừ cái nấm trắng nè. Tại cái nấm trắng này mà nó tấn công vào cây dừa chúng ta mà giai đoạn vừa nhú cái lưỡi mèo rồi mở cái lưỡi mèo ra, nó tấn công vào trong cái cuốn, nó hút hết cái nhựa của cái cuốn, nó làm cho cái điểm tiếp giáp giữa cái cuốn và cái trái nó khô đi, là lúc đó rụng luôn, rất là nguy hiểm. Mà con sẽ gọi là
rồi là mất cả chì lẫn chài cái lúc mà làm bông làm trái đó. Mà con chúng ta lưu ý xung quanh, còn cây dừa thì nó cực kỳ đơn giản. Giai đoạn mà làm trái, giai đoạn bắt đầu nhú lưỡi mèo là coi như là giai đoạn nó vào cái thời kỳ gọi là đẻ liên tục, không bao giờ nghỉ ngơi của cây dừa luôn. Nên bà con chúng ta phải lưu ý là lúc đó gia tăng cái dinh dưỡng của cây dừa lên chút xíu, 10-15 ngày chúng ta đi một lần cái bộ dinh dưỡng này giùm em, là chắc chắn là cây dừa nó sẽ rất là hiệu quả và phát triển rất là mạnh. Còn nếu mà con chúng ta thích bổ sung thêm ra lượng thì chúng ta nội gãi một nắm nhỏ thôi, nhưng quanh thì quanh không khuyến khích nhé. Rồi mỗi năm như vậy, mỗi năm như vậy vào mùa nắng nha quanh từ, và con lưu ý vào mùa nắng chúng ta hãy nên bồi bùn thêm cho gốc dừa. Và nhớ khi bồi bùn thêm thì không có được lắp tới cái cổ như thế này. Bồi bùn non thì nó chứa nhiều dinh dưỡng, nhiều phù sa ở trong đó, nhưng mà chúng ta chỉ lắp tới cái phần cổ ở dưới của cây dừa thôi, và vào mùa nắng chứ không được đi vào mùa mưa. Vào mùa mưa nó ẩn chứa rất nhiều nấm khuẩn và sự nhếch nhác ở trong đó. Vào mùa nắng khi vừa đắp xong thì nắng nó sẽ nứt cái vết vết bùn ra, nó sẽ tạo một cái độ thở và tăng cường oxy cho rễ. Còn vào mùa mưa này bà con đắp lên là nhiều khi rễ nó không hô hấp được đó, là cây coi như rễ nó ngủm luôn ấy. Nhớ dùm quanh nha, tăng cường cái lộ độ trao đổi chất, không nó bị nghẹt cái rễ là do nó không có đầy đủ oxy và CO2 để nó quang hợp, để nó gọi là sao hít thở ha nè. Đó, bà con chúng ta lưu ý dùm quanh này. Đấy, đây là tổng hợp những cái dinh dưỡng cơ bản cho cây dừa. Nó đơn giản thôi, siêu dưỡng cây Humic Hoa Kỳ, rồi Trico Humic, rồi siêu canxi bo và siêu giáp. Còn thuốc sâu sinh học hoặc là thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật thì bà con có thể chủ động mua ngoài tiệm thuốc tiệm bảo vệ thực vật giúp dùm quanh nhé. Quanh kính chúc quý bà con chúng ta sẽ sớm có một cái vườn dừa đỏ mã lai triệu quả, triệu trái và cho thu hoạch thật là cao nha. Đây cũng là một trong những cái loại dừa rất là được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, và nó có hai dạng, một dạng là đít bồng, một dạng là đít chu. Nhưng mà khi bà con chúng ta mua cây dừa, bà con cầm lên như vậy á, bấm tem như vậy cho bà con nè, nhưng bà con nhớ là rất là dễ bị pha trộn bởi dừa dâu với dừa lửa, dừa sim đỏ trong này. Nên bà con chúng ta khi mua cây giống dừa đỏ mã lai, bà con chúng ta lưu ý phải mua đúng nơi, đúng chỗ, đúng uy tín để trồng ra được một cái vườn dừa giống như ý mình mong muốn bà con nhé. Còn bây giờ mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hưng Thịnh xin phép được chào quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.